Mình xin giới thiệu với gia đình mình là đây là cái vườn rau trên sân thượng của mình nha. Đó. Đây là có rau má. Đây có mấy cây lá é nè, đều sâu quá mình mới cắt. Tại vì nó của mình là không sử dụng thuốc không sử dụng thuốc từ sâu nên cũng trên mình cũng sâu hơn nhiều. Đó, đây là hành long. Đó, hành long hiện tại đầu rất là nhiều nha. Hành long rồi, đây là lùm lá giang này. Đó anh này mấy em tôi sẽ hưởng mà làm được lùm lá giang vậy là cũng ngon lắm rồi đó, không đó, lùm lá giang ngon lành nha anh em. Đó chung mà trồng được lùm lá giang này trên thượng cũng có nấu canh. Và cái này là chanh dây được nhìn vậy sao mà không biết sao mà bông nhiều lắm nè, bông quá chừng vậy nè mà sao nó không có đậu được cái trái nào. Hiện tại là chưa đậu được cái này đấy, vài bữa nữa còn sao. Còn riêng hành long á thì bông trái rất là nhiều nha nè, đó bông trái rất là nhiều, trồng hai bụi hành long đó này, bông trái rất là nhiều nè anh em ơi. Bên cạnh đó là rau tí tô ha. Đây là rau này là kêu cải trời cải rổ gì đó, nãy nấu mì này đậu rồng ha. Đặc biệt cây bử nha, cây bử sân thượng mình cũng được hai trái, một trái trái nhỏ, trái này là trái nhỏ này, còn trái này là chuẩn bị chín rồi nè, trái này già chuẩn bị chín rồi đó. Đó đậu rồng trong đây là mã đời này ngò ba cần chứ, rau cần, rau dấp cá, rau này quế, đinh lăng. Đặc biệt nói chung là hiện tại là đây là có cây dùm ruột anh, cây dùm ruột cũng bự ha, cũng chắc cũng chơi này, cái gốc cũng bự này, chắc cũng sắp có trái rồi đó. Còn hành long thì hiện tại rất là nhiều. Đó. Này ổi, trồng cây ổi. Này cây ớt nha, cây ớt Peru. Ớt này là ớt trái tròn màu vàng nha. Đặc biệt là có cây sung. Anh em coi toàn cảnh cây sung rồi nè. Cây sung này là được một ông anh ông uống. Mình cũng uống sơ sơ thôi. Nhưng mà trái rất là nhiều nè, cơ gốc nè. Rất là đẹp, trái nhiều trái nè. Nên cây sung này anh em nào có thiện chí thì mình giao lưu luôn cái sung này nha. Đó. Nói chung đó anh em coi nè, từ cái chậu luôn nè. Đó, này mấy cây sung con. Còn này rau bầu đất nè. Rau bầu đất nè, đây cũng để dành nấu mì. Này ớt. Hẹ này để dành ha, hẹ. Này là cây hoàng ngọc, cái này để trụng trị bệnh, nói chung là người ung thư anh em, cây hoàng ngọc này người bệnh ung thư, ví dụ trào ngược bao tử là cũng hay lắm. Rồi đặc biệt mình có một cây lá trúc, hiện tại trái rất là nhiều anh em biết công dụng rồi. Cái nó là cũng dòng họ chanh bử thôi, nhưng mà cái lá nó là đem hấp gà thì tuyệt vời. Còn cái trái này, làm nước chanh uống thì nói chung là ok, quá ok. À, rồi công dụng nữa là dù anh em mình uống bia đâu á, anh em mình có uống bia đâu, mình sắc một hai lát mình bỏ vô cái ly bia thì uống cực kỳ thơm. Trong hiện tại trái nhiều rồi nè, trái ngon lắm. Đây nè, không trái nhiều mà bự lắm. À, còn đây là nguyên một dải cây đinh lăng của mình nha. Đó, đây nguyên một dải cây đinh lăng. Ở dưới này thì có tiêu lớp đâu. Đó, này có tiêu lớp. Đó. Đinh lăng. Đó. Quay sơ khởi quay đó. Không anh em thấy không? Nói chung ở trên sân thượng cho nên mình cũng trồng được cũng hơi khó trồng. Còn đây là đặc biệt sung Mỹ nha anh em. Vừa rồi nó ra trái được mấy đợt mà sao mà nó chưa chín nó rụng cái mình cắt mình bỏ, bây giờ nó ra được, bây giờ bắt đầu ra trái này mà không biết đợt này có đậu được hay không. Không biết đợt này
có đầu được hay không. Đó, ở đây là mã đời, này rau thơm, bạc hà, đinh lăng. Rồi trong đây là có một cây cây cóc cũng trái, cũng có trái lớn có nhỏ, có cũng có mớ trái lớn mà đều hổm cho anh em nhậu luôn bớt hết quá. Đây đó, trái bên đây có đường chùm trái nè anh em đó. Rồi kế bên cây cóc là một cây lá vối để dành nấu nước cà uống nè. Đặc biệt là ở trên nhà hượng mà mình trồng được một cái cây trái vả nha, cây trái vả mặt củ quế này đó. Mình mua hai cây tính ra cũng gần 400.000 mà mình dài trồng chết cây. Giờ cây này lên được 3 nhánh rồi nè anh em, coi gốc này. Đây đó, trồng nay cũng được cả năm rồi đó mà sao cũng chưa, không biết chừng nào có trái đó. Nói chung là trồng trong cái hùng xốp đó, ở đây sang hưởng mấy cây này là cây lâu năm mà mình trồng được vậy là cũng mừng rồi. Không biết nó có bị nó thiếu đất gì không hay sao đó. Rồi đây là một gốc sung, một gốc sung này tự mọc nè, gốc sung này tự mọc nè. Ở trên đây là hai cái chậu củ riền, hai chậu củ riền đó. Ở đây mã đời, cũng đây được chậu hoàng ngọc chứ, chậu hoàng ngọc. Ở đây đậu rồng, mướp, chung mướp này trái cục cục mà điểm thơm đó, anh em thấy không, trái kìa đó, trái cục cục vậy á mà điểm thơm lắm, nấu canh thơm lắm. Ngoài ngọc đó. Rồi này là quế nè, rồi ngò gai đó. Mình mới ương một số mồng tơ này, mới ương lên nè. Đây chậu rau gấp cá, rau cá này mồng tơ này, mồng tơ này nó già hết á. Ở đây là bùi xả đó, bùi xả này anh em thấy bùi xả ngon lành không đó, anh em thấy bùi xả ngon lành không đó, bùi xả. Ở đây cây khới này hồi đó lên nhà em cho nhổ, giờ cũng còi cọc đứt rễ mà sao cũng hơn 6 năm tược nhiều này ha. Nên mà từ gốc lên này cũng cao rồi đó. Cây chanh, nói chung trong chậu không à. Rồi đây trồng được cây trà xanh nha nè, cây trà xanh. Đây mấy chậu nha đam, đặc biệt là hai chậu tiêu lớp à. Đặc biệt là hai chậu tiêu lớp là để dành là kho thịt hay kho cá thì rất là thơm. Nên so với tiêu sọ của mình là tiêu lớp nó thơm hơn nhiều lắm. Đó, tiêu lớp thơm lắm. Đó. Còn ở trên kia mình còn một vàng nha đam kìa, nha đam trên lầu nữa kìa, anh em thấy không? Anh em coi, anh em coi. Đó, anh em thấy không? Mình còn một vàng nha đam ở trên lóc nhà của lầu 2 nữa kìa, anh em thấy không? Đó, nguyên một vàng nha đam nữa đó. Là mình mua mấy cái tấm kia bây giờ mình lót là mình trồng đó. Đó, anh em thấy không? Đó, nói chung là mình có cái làm được cái sân thượng nhỏ nhỏ, cũng trồng số rau để dành ăn. Nói chung nhà mình là mua rau, không có mua rau nha anh em, không có mua rau, rau là ở nhà mình trồng hết. Đó, như đây thì thấy dư sức ăn rồi đó, anh em thấy không, đâu cần phải mua cái gì. Bây giờ mua cũng không an toàn cho nên trồng cái nào mà trồng được ở nhà là tốt anh em, cái nào mà trồng ở nhà được tốt. Thanh long mình ăn cũng được 2-3 mùa rồi đó chứ. Đợt này ra mình điếm sơ sơ nó cũng vài chục trái này, mà giờ bông cũng còn nhiều lắm đó. Nhiều lắm nè anh em thấy không đó. Nhiều lắm nè, nụ ra bông chuẩn bị ra trái này. Nó nhiều lắm, nói chung là thanh long nhiều lắm, nhiều lắm nè. Còn này rau tí tô nha, rau này ví dụ để dành trị ho hay là mình hấp dơi đồ, hai hấp bao giờ là ngon đó. Đó thì đó, cái này là ở trên sân thượng của mình đó. Ở trên sân thượng mình thì còn cái đó là kìa. Đó, cái bàn này, cái này rau tần nha anh em, đây cũng trị ho. Cái bàn này bàn quyền hội để anh em tài xế, anh em đâu hết giờ đi làm về họp mặt rồi. Còn đây cá,
này ba cái màu chứ trong đây mình nuôi cái hồng mồi xốp, rau này nuôi nuôi một số cá rô, thấy chiều cho ăn cám thấy cũng ăn móng dữ đó, nên này cá này nói chung cá bay màu rồi, cá này nuôi chơi thôi đó. Đó anh em thấy cây dùm ruột bự không đó, cây dùm ruột mà từ từ dưới gốc lên là cũng nhiều lắm đó, chứ chân cũng cao dữ ầu ý đồ, nói chung cũng đầy đủ rai rai thôi. Mình trên sân thượng cho nên vận chuyển chậu đá cát cũng hơi khó, chứ mình trồng được cái gì đó mình trồng thôi đó. Chứ anh nói vậy đó, không sân thượng mình chỉ đơn giản vậy thôi anh em. Ớt này là ớt bi đu, nhưng nay bắt đầu cũng có bông rồi, này có bông chuẩn bị đầu trái rồi đó anh em. Trên sân thượng của mình thì có nhiêu đó nó anh em thấy không, cây quả đã không đó, thì vậy thôi đó. Trên sân thượng mình giới thiệu sơ khởi với anh em với gia đình mình là đó, mình trồng một số loại rau có đây gia đình dùng mà được anh em. Nói chung là rau thì hầu như là mình không có mua được, chứ phải tấm tháng dịch là cũng nhờ cái vườn rau mình, cũng mình trồng nhiều lắm, lúc dịch mình trồng nhiều lắm, bầu bí mướp rồi chủ yếu là cải đồ, nó cũng cho cũng bà con xung quanh cũng đây cũng nhiều lắm. Lúc dịch là mình trồng nhiều lắm, tại đâu có đi đâu được đâu, còn là ở nhà không mà có cho ra khỏi nhà đâu, ra khỏi nhà cái phạt, ra khỏi nhà phạt, đâu đi đâu được. Cho nên là lúc dịch mình trồng nhiều lắm, mua hồng giống về sẵn mình trồng nhiều lắm. Rồi kết thúc anh em ơi.